với cấu hình hết sức là linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mọi người. Musway M4 là âm ly quốc dân chuẩn không cần chỉnh. Xin chào các bạn, tôi là Trần Loan đến từ Musway Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cấu hình loa có thể phối ghép một cách hài hòa với âm ly kèm DSP quốc dân Musway M4. Với công suất tới 4 kênh 70W ở 2 ohm, 6 kênh DSP, Musway M4 rất thích hợp với các cấu hình cơ bản khác nhau. Nào, chúng ta cùng lần lượt điểm qua nhé. Đầu tiên, Musway M4 kéo hai cặp loa nguyên bản sắp gầm ghế. Với hầu hết các xe hiện đại đều có ít nhất một cặp loa cánh cửa trước và một cặp cánh cửa sau. Với các phiên bản cao cấp thì có thêm âm ly kéo các loa này. Khi nâng cấp hệ thống bằng Musway M4 thì chất âm sẽ căng và chi tiết hơn rất là nhiều. Ngoài ra với xử lý tín hiệu DSP của M4 thì âm hình hệ thống nó sẽ được cải thiện đáng kể. Rồi các bạn sẽ không nghe âm thanh phát ra từ các loa nữa mà thưởng thức ban nhạc và ca sĩ ở trên tablo xe luôn. Chỉ cần thêm một bộ Musway M4 này thì hệ thống sẽ được nâng tầm lên một mức mới. Âm hình sân khấu sẽ được thể hiện. Cấu hình thứ hai là Musway M4 kéo hai cặp loa và sắp gầm ghế. Khi điều kiện cho phép thì các bạn có thể lựa chọn các cặp loa dạng ôm em upgrade chuyên cho nâng cấp loa nguyên bản và như dòng là Rainbow này, Peter Lion Live và Audition Prima. Với dòng loa ILC6.2 thì công suất của nó sẽ từ 35W đến 80W. Đây, tôi đang có cái con loa đấy ở đây. Chuyên nâng cấp cho các màn nguyên bản có công suất chỉ loanh quanh tầm 30W trở lại. Dòng Prima APK 165 2 ohm có công suất tầm 100W với độ nhạy cao. Musway M4 có công suất tới 4 kênh 70W đủ để kéo căng ghép các cặp loa này. Để cải thiện giải trầm và trầm, các bạn có thể bổ sung thêm sắp gầm ghế loại ABT 10 inch, AT 10F. Thì cái tiếng bass nó sẽ mạnh mẽ này, sâu và mềm mại hơn rất là nhiều. Hệ thống lột xác với chất âm chi tiết và dày dặn hơn rất nhiều cùng với âm hình sân khấu được thể hiện rõ nét. Cấu hình thứ ba sẽ là Musway M4 kéo XX cặp loa và sắp gầm ghế. Khi cần một chất âm thực sự căng và chi tiết, loại bỏ màng nhầy thường thấy ở các cặp phân tần thấp, thì các bạn sẽ có thể dùng Musway M4 kéo một cặp ILC6.2 hoặc là Audition Prima APK 165 dạng active thẳng từ âm ly và không qua phân tần nữa. Loa cánh sau của xe thì ta sẽ kéo bằng công suất của màn. Việc đánh thẳng từ âm ly kèm xử lý DSP như Musway M4 thì sẽ giúp cho cái việc cắt tần chính xác và đặt trễ cho từng kênh chuẩn chỉ hơn. Bổ sung thêm sắp gầm ghế ABT AT10S trong trường hợp này là một giải pháp hay để cải thiện cái giải trầm. Với cấu hình đánh active như thế này thì chất âm sẽ trong vắt, không đục như đánh qua phân tần, căng hơn rất nhiều và đặc biệt là âm hình được thể hiện xuất sắc hơn do trễ từng kênh được căn chỉnh tỉ mỉ. Nếu bạn nào chưa từng nghe qua cách đánh active này thì nên trải nghiệm, nó rất là hay và đáng nhớ đấy. Cấu hình thứ tư sẽ là Musway M4 kéo active một cặp loa cao cấp và sắp gầm ghế với những người đã chơi high-end ở nhà và có đôi tai nhạy cảm với âm nhạc. Thì nên chọn dòng loa cao hơn với trở kháng quốc phơ ở 2 ohm như là Soundline Pro SLC6.2. Nó đây. Loa cánh sau của xe thì chúng ta sẽ kéo bằng công suất của màn. Các cặp loa dạng này thì cần âm ly để kéo và không thể đi cùng với cả công suất của màn được. Tuy nhiên với công suất là 4 kênh nhân 70W của Musway M4 thì đủ để kéo dòng loa này. Giải trầm sẽ được cải thiện với sắp gầm ghế Ability AT10S. Hệ thống sẽ hoàn thiện cả 3 giải cao, trung và thấp. Khi được lắp khi các dòng loa cao như kiểu là Rainbow, SL, Soundline Pro thì chất âm hệ thống sẽ chững chạc hơn rất là nhiều. Giải cao sẽ tơi và sáng, trong khi giải trung vẫn dày dặn, mềm mại. Và giải thấp sẽ mạnh mẽ, uy lực. Sang cấu hình thứ 5, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đó là Musway M4 kéo active một cặp loa cao cấp và sắp hơi. Khi bạn hay nghe nhạc dạng như là house này, hip hop này, rock thì lúc mà các bạn cần nâng cấp hệ thống với cả sắp hơi. Thì Musway M4 có hai đường ra có thể dùng cho sắp hơi dạng và loa center tùy thuộc nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Cơ bản nhất sẽ là Musway M4 đưa ra âm ly rất nhỏ gọn, chỉ bằng một bao thuốc, là Musway B2, công suất là 210W, kéo loa sắp 8 inch mỏng, MF1 in 8Q của Musway, có thể đặt ở nhiều chỗ trong xe như là lưng hàng ghế thứ hai này, hoặc là cốp sau. Khi cần lực nhiều hơn thì có thể để Musway M4 đưa ra âm ly Rainbow Zim 2AB để kéo sắp hơi là SLS10 của Rainbow. Chất âm đầy, ấm và nó sẽ có uy lực hơn rất là nhiều. Với nhiều xe có kết cấu đặc biệt như là BMW hay là VinFast thì có loa sắp hơi ở dưới gầm ấy, thì chúng ta có thể dùng hai đường ra của Musway M4 đưa ra âm ly nhỏ gọn là P2 để kéo hai loa sắp chuyên cho BMW và VinFast, dạng như là Rainbow IL F8F BMW chẳng hạn. Trên đây thì tôi đã giới thiệu với các bạn một số cấu hình loa mà âm ly quốc dân Musway M4 có thể kết hợp được để đạt được hiệu quả tối ưu. Thì dù là cấu hình âm thanh nào đi chăng nữa thì bạn đừng quên là làm chống ồn 4 cánh cửa nhé. Chất âm hệ thống sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều nhờ gia cố thùng loa này. Việc cài đặt và căn chỉnh Musway M4 thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong một clip khác. Các bạn thấy đấy, với cấu hình hết sức là linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mọi người, Musway M4 là âm ly quốc dân chuẩn không cần chỉnh. Trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn các cấu hình loa phù hợp với cả Musway M4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Đừng quên ấn like fanpage và subscribe kênh YouTube của CAD Pro nhé. Xin cảm ơn.